chiều ngày 21 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định về phân công Ủy viên Trung ương Đảng. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính được điều động phân công làm trưởng Ban Dân vận Trung ương. Với việc kiện toàn nhân sự, Ban Dân vận Trung ương có tân trưởng ban là ông Mai Văn Chính, 5 phó trưởng ban gồm các ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực, Đỗ Văn Phới, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang và Triệu Tài Vinh. Ông Mai Văn Chính, 63 tuổi, quê ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Văn Chính là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trước năm 2015, ông công tác tại tỉnh Long An và kinh qua các chức vụ như chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ông Mai Văn Chính được điều động phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 1 năm 2025 và giữ chức vụ này từ đó tới nay. Chiều ngày 21 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế xã hội. Với việc kiện toàn nhân sự trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bộ máy lãnh đạo của đơn vị kiện có 4 người, gồm trưởng ban Trần Lưu Quang và 3 phó ban Nguyễn Duy Khương, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Đức Hiển. Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Đi lên từ một chuyên viên sở kế hoạch và đầu tư, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Từ năm 1994 đến năm 2010, ông nắm giữ nhiều vị trí như trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Quản lý Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Sau gần một nhiệm kỳ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang trở thành Bí thư Tỉnh ủy. Đầu năm 2019, ông chuyển công tác về thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhận công việc này trong hơn 2 năm. Hơn 2 năm sau đó, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng trước khi được Quốc hội khóa 15 phê chuẩn làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 vào đầu năm 2023. Sáng ngày 15 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước nhằm thông tin về tình hình của Đảng, của đất nước trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương. Trước khi bắt đầu hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, báo cáo một số công việc và những kết quả chính mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự buổi gặp mặt thân tình đầy ý nghĩa này, trân trọng gửi tới các nguyên lãnh đạo cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp.
Sau khi nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những thành tựu đạt được trong thời gian qua là nhờ sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta. Cho rằng, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động khó lường, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, toàn đảng, toàn dân, toàn quân không được chủ quan lơ là trong bất kỳ tình huống nào, không được để bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, bảo đảm bứt phá, tăng tốc, sớm về đích hiện thực thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng đảng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Thông tin thêm tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Thường trực tiểu ban văn kiện cũng đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm văn kiện đại hội, đảm bảo hoạch định đường lối chính sách phát triển đất nước trong những năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải công xây dựng, kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, bài học quý báu, giải phóng mạnh mẽ nguồn lực sản xuất, mở ra triển vọng phát triển mới, sớm về đích để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 14 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo họp phiên thứ 26. Phòng chống tham nhũng phải phục vụ phát triển kinh tế. Thông tin về kết quả phiên họp liên quan tới nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo xác định quan điểm chung đó là tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực với cách làm khoa học, phù hợp, biện chứng, toàn diện, hiệu quả hơn. Phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng lên trên hết, theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu. Trước hết, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba, đặc biệt quan tâm công tác phòng chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Xử lý dứt điểm vụ án Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu từ nay đến cuối năm 2024 và năm tới phải gắn phòng chống tham nhũng tiêu cực với tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 14 của Đảng, không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật. Ông Đông cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu yếu, những việc làm đang dở, nhất là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giám định, định giá, cung cấp tài liệu, tương trợ tư pháp, truy bắt, dẫn độ đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng, có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế, xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AIC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, xử lý dứt điểm các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực.
giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo các vụ, việc bức xúc của nhân dân, nhất là khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo, như liên quan đến các vụ án xảy ra tại công ty AIC, tập đoàn Thuận An, tập đoàn Phúc Sơn. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, xem xét miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, bị kỷ luật theo đúng quy định của Trung ương. Ông Đông cũng cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, về xử lý vật chứng tài sản bị tạm giữ kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực. Khẩn trương khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong cơ chế, chính sách, pháp luật, vừa để phát triển kinh tế xã hội, vừa để phòng ngừa xử lý tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng.